chào Đoán Ngộ cùng quý vị trở lại với chương trình y học cổ truyền với Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, thì trong loạt bài trước thì Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên cũng nói đến vấn đề chuẩn bệnh qua khí sắc nhìn ở trên tai, miệng và mũi. Thì Đông Nguyên Sĩ cũng có nói đến là có những cách khác để mà xem bệnh, chẳng hạn như là nghe mạch hoặc là xem bằng tay. Thì cho nên chúng tôi cũng tiếp nối cái chủ đề này, mời Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên trở lại làn sóng trong cái chủ đề là hôm nay thì chuẩn bệnh qua những nơi như bàn tay và lưỡi như thế nào. Thì trước hết thì chúng tôi xin chào Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên. Chào Quốc Bình và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài BUN 57.3. Vâng, thưa thầy, thì lần trước thì thầy cũng có nói đến chuẩn bệnh qua mình chỉ quan sát thôi á. Thì ngoài cái quan sát của trên khuôn mặt của chúng ta thì còn bàn tay nữa, thì bàn tay nó cho mình những dấu hiệu gì thưa thầy? Dạ vâng, nói về vấn đề bàn tay đó thì nó rất là nhiều. Ở đây đó chúng ta bỏ qua vấn đề mà tướng số, thường thường mấy cái gì tướng số đó, thì chúng ta thấy rằng họ dùng cái phương pháp là nhìn trên cái bàn tay để họ chẩn đoán là bệnh nặng nhẹ hoặc giả là nó gọi là gì, nó gọi là cuộc đời của người đó đó, nó có thịnh hay suy đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, nó có nhiều cái chỉ dấu mà có nhiều sách đã viết rồi. Hôm nay chúng tôi cũng muốn bàn qua về vấn đề mà khí sắc trên bàn tay, thì chúng ta thấy rằng nơi đó nó tụ hội rất là nhiều kinh mạch, nó cho một số cái dấu hiệu là có bệnh hay không có bệnh. Giả dụ như là quý vị hãy xè bàn tay mình ra rồi nhìn lên cái bàn tay của mình coi nè, thí dụ như quý vị thấy lòng bàn tay mà có sắc đỏ ẩn như là thoa son đó, thì người ta nói rằng cái bàn tay đó rất đẹp, đồng ý. Đứng về cái mặt gọi là thẩm mỹ thì bàn tay đó đẹp, nhưng mà đứng về mặt y học thì đó là dấu hiệu của bệnh cao huyết áp. Thì đúng vậy, là nhiều người cũng hay xem bàn tay mà cứ nói là bàn tay mà cái những cái gồ tay nó đầy đặn, nó hồng hào thì nó tốt, thì bản chất thì nó cũng đẹp, nhưng mà bàn tay mà nó giống nó nát bét bởi vì nó nhằn nhùi xầy xùi hoặc là gì đó thì mấy người tướng số cũng nói nó không tốt, nhưng mà không biết là lý do gì mà nó liên hệ. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó cũng có liên hệ một chút cái những cái dấu hiệu của sức khỏe. Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên cũng trình bày như vậy. Thì thưa thầy, thì nếu mà bàn tay mà nó dày, nó mập, nó mỏng thì nó có thông tin gì không ạ? Nếu bàn tay dày và mập, nó quá cái kích cỡ bình thường nữa, là dấu hiệu trong trường hợp đây là dư máu. Dạ vâng. Rồi cái những cái bàn tay mà có màu trắng xanh, lại nổi lên nhiều cái gân xanh, lúc nào cũng lạnh ngắt, rinh rít mồ hôi, thì đó là chỉ dấu bị suy nhược nặng, dễ dẫn tới thoát loạn về tinh thần. Thí dụ như là bàn tay mà chúng ta thấy rằng hiện ra sắc xám, xám mà xám tro đó, đó là dấu hiệu của bệnh, bị bệnh rất là nặng. Thì nó cái này thì nhiều người cũng sẽ biết là cái người mà ra mồ hôi tay nhiều thì tay nó sẽ ẩm ướt đó thầy. Thì có nghĩa là nó sẽ liên hệ cái ngoài cái tuyến mồ hôi của mình thì có liên hệ gì trong sức khỏe mình? Nó có liên hệ đến, đó là dấu hiệu của khí huyết lưỡng suy. Có nghĩa là khí cũng suy, tức là năng lực của mình nó bị kém, và huyết nó cũng kém luôn, cho nên gọi là khí huyết đồng suy hay là lưỡng suy cũng vậy. Còn Nếu mà mình nói bàn tay mà nó đỏ có nghĩa là tốt, nhưng mà nó lại mềm, nó nhũn thì nó là điều tốt luôn không ạ? Cái đó bàn tay không tốt. Tại vì sao? Khi mà nó mềm nhũn đó, đây là dấu hiệu của tuyến giáp trạng ở trên cổ nó phát tác quá mức, còn gọi là tăng năng tuyến giáp. Cho nên quý vị, trong cái kinh nghiệm quý vị, khi nào mà thấy cái những người có bú cổ đó quý vị, hay lật bàn tay họ ra thì họ thấy là nó vừa nóng, nó vừa ẩm ướt, hơi rít rít đó, và nó mềm như là một trái chuối vậy đó, thì cái đó là dấu hiệu của những người bị bệnh tăng năng tuyến giáp. Vâng, thì hồi hôm trước thì mình có nói đến cái màu sắc mà liên hệ những cái cơ quan nội tạng, thì có những cái màu sắc mình nó hiện trên bàn tay mình nó cũng tương đương như vậy không ạ? Chẳng hạn như là hôm bữa thì mình nói là màu xanh á, thì nó liên hệ đến một cái bộ phận nào đó, gan hoặc là xám thì là thận, ví dụ như vậy. Thì tay của mình mà nó màu vàng thì nó có biểu hiện gì trong cái liên hệ đến cái bộ phận nào? Nếu trong trường hợp mà bàn tay mình nó phát ra màu vàng như là nghệ, đây là dấu hiệu của bệnh thương hàn hay là hoàng đản, mà kỳ trước Quốc Bình cũng có nói tới đó. Nó là dấu hiệu của bị bệnh gan, nhưng mà đồng thời nữa bàn tay phát vàng như nghệ cũng là dấu hiệu của bệnh thương hàn. Còn bàn tay mà hiện ra màu vàng chanh, đây là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.
Nhưng mà trong cái nhìn của đông y thì cứ nói là cái sắc này sáng, sắc kia tối. Nó tối là nó tối làm sao, nó không, hay là nó tối là vì cái bàn tay mình nó màu đen đi, để trên màn màu sắc thì mình chỉ nhìn ở đây là tay mình nó trắng, nó đen, nó xanh, nó vàng vậy thôi. Nó tối thì có nghĩa là sao ạ? Tối có nghĩa là nó không phù hợp với cái da của người đó. Da của chúng ta nó có chia ba dạng sắc da. Thứ nhất là nâu, thứ hai là trắng, thứ ba là đen, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà nếu trường hợp da của con người đó mà nó đen thì làm sao mà thấy được cái màu sắc tối, phải không? Dạ. Như vậy nó đồng màu. Còn nếu trường hợp mà bỗng nhiên là da tất cả các nơi mà nó lại trắng, nơi đó nó hiện lên sắc u tối, màu xám tro đó, thì chắc chắn đó là có bệnh rồi. Cho nên nếu lưng bàn tay của chúng ta mà hiện ra sắc u tối, đây là dấu hiệu của tuyến thượng thận bị bệnh. Thường thường ở tuổi 40 mà lưng bàn tay có màu vàng sẫm là dấu hiệu sớm bị lão hóa, có nghĩa là già sớm. Cho nên cần phải chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho kỹ, chứ nếu không chúng ta thấy là sau đó tóc sẽ bạc, da của nó nhăn ra lại và già trước tuổi. Thí dụ như là một người ở tuổi 40 mà coi như là đã 60 tuổi rồi vậy, thì đó là coi như là nó là coi như là thận suy mà già sớm, đó là như vậy. Thật là thú vị cái thưa quý vị, là nếu mà nói đến một bàn tay của chúng ta nội cái sắc màu thôi và những cái đường gân, cái độ mỏng, độ dày, độ mềm, độ cứng, nó cũng nói lên một số những cái chi tiết về sức khỏe của chúng ta, thì nó cũng rất là thú vị. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái điều mà cũng hơi thắc mắc là không biết là tại sao mà đi khám bác sĩ đó, thì thường như hồi nhỏ thì cứ thấy bác sĩ cứ bắt mình lè lưỡi ra, thì chắc chắn là cái lưỡi của mình đó cũng phải có cái gì để cho bác sĩ coi, phải không thưa thầy? Dạ vâng. Thật ra đối với đông y đó, lưỡi rất là quan trọng, vì lý do là lưỡi nó tích tụ hết tất cả những tinh hoa từ ở trong cơ tạng nó hiện ra đó. Nó giống như hiện trên mặt hoặc là trên bàn tay vậy. Thì vấn đề lưỡi đó, đối với đông y đó là một trong những cái việc mà thầy thuốc đông y phải xem qua, tức là xem chất lưỡi. Bởi vì trên mặt lưỡi có chất vô số dây thần kinh, vị giác và mạch máu. Bình thường thì lưỡi có sắc đỏ nhạt, sáng, nhuận ướt, cử động rất là linh hoạt. Nếu như lưỡi trắng nhạt hơn bình thường, đây là chứng hư hàn, dương hư, khí hư hoặc là huyết hư. Sắc này thường gặp trong chứng suy dinh dưỡng, thiếu máu và viêm thận mãn tính. Nếu như lưỡi đỏ nhạt là thể bệnh mãn tính nhưng nhẹ chứ không có nặng. Nếu như lưỡi đỏ sậm, đó là chứng nhiệt, thường thấy trong giai đoạn của bệnh viêm nhiễm, có kèm theo sốt, nhiễm trùng huyết hay là máu bị nhiễm chất độc. Còn lưỡi xanh mà tím nữa thì nó chủ về hàn thịnh, huyết ứ, thường gặp trong các bệnh viêm nhiễm nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu oxy, thiếu huyết khối ở trong động mạch. Đó là những cái trường hợp mà hết sức là nặng nề. Thầy thuốc mà thấy được như vậy rồi, nhiều khi phải khuyên bệnh nhân đi nhập viện, đó là như vậy. Vâng, và nếu có lưỡi thì thật sự ra thì nhiều người có thể nhiều để ý được hơn, hình như là nó biểu hiện rõ rệt hơn khi mà mình có bệnh, thì tự nhiên mình thấy cái lưỡi của mình nó vàng hơn, hoặc nó tái hơn, hoặc nó tím hơn, hoặc nó xanh hơn. Hình như là nó thấy biểu hiện nhiều hơn là trên cái mũi và cái tai của chúng ta, nhưng mà không biết là cái màu sắc trên lưỡi đó và cái mình thì thường thì mỗi ngày mình đều nạo lưỡi, nhưng mà vẫn còn một cái chút chất trắng trắng hoặc là vàng vàng tùy cái thời điểm sức khỏe của chúng ta, thì cái chất đó nó có liên hệ gì không, mà mình cạo sạch hết thì có nghĩa là mình hết bệnh hoặc không có bệnh gì không ạ? Thật ra cái nó gọi là rêu lưỡi đó, nó là thể hiện của căn bệnh nằm ở bên trong. Nếu cho dù có nạo lưỡi đi nữa thì cái dấu ấn nó vẫn còn đó. Cho nên xem lưỡi cũng là một, rêu lưỡi cũng là một trong những cái chẩn đoán của đông y. Thí dụ như là xem cái rêu lưỡi trắng, nó trắng, nó vàng, xám hay là đen để chẩn đoán bệnh. Thí dụ như là thấy rêu lưỡi màu trắng, đây là thuộc biểu chứng mà hàn, có nghĩa là bị bệnh ngoại cảm, thường thường là lưỡi trắng cho ta trắng. Còn rêu vàng thì chủ nhiệt mà thuộc lý chứng, tức là bệnh đã xâm nhập vào tới cơ quan bên trong, thường thấy trong các bệnh viêm nhiễm, phát sốt, lại thêm tiêu hóa kém. Còn nếu rêu lưỡi màu xám, đây là bệnh khá nặng, thường thấy trong các trường hợp tổn thương tân dịch, âm hư, quả vượng, mất nước và ngộ độc axit. Còn rêu lưỡi màu đen, nó chủ về lý chứng, hàn cực hoặc là nhiệt cực, luôn luôn là dấu hiệu nguy hiểm đe dọa đến tính mệnh của bệnh nhân. Cho nên nhìn thấy cái lưỡi thì người ta cũng chẩn đoán được là bệnh nặng hay nhẹ là do chỗ này. Vâng, và nếu mà như đông y sĩ khám thì khi mà bệnh nhân đến thì ngoài cái màu sắc không, thì mình có coi đến cái kích cỡ hoặc cái từ cái đầu lưỡi bên trái bên phải, hoặc là mình có xem những gì thêm không? Dạ vâng, đối với thầy thuốc đông y cái đó là rất là cần thiết. Bởi vì khi mà
bắt bệnh nhân hay là yêu cầu bệnh nhân le lưỡi ra, thì thầy thuốc ngoài coi mặt lưỡi ra đó, coi rêu lưỡi, thường 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 thầy thuốc cũng phải coi cái rìa lưỡi, coi sắc đỏ mà trồng trắng mắt lại có sắc vàng, thì đây là dấu hiệu bị viêm gan hoàng đản. Nếu đầu lưỡi đỏ tươi, đây là dấu hiệu nội nhiệt cực thịnh, cho nên chỉ cần le lưỡi ra mà thấy cái đầu lưỡi của nó đỏ ao thì dứt khoát là đây là cái bệnh nội nhiệt rồi. Còn tưa lưỡi dày, đây là bệnh ở khu vực trung tiêu, tức là dùng dạ dày. Nếu dày cộm là bệnh ở hạ tiêu, tức là dùng bàng quang. Mỗi một vị trí như vậy đều có cái bệnh ở một cơ quan nào đó. Và nếu như mình nói đến màu đỏ rồi thì cũng phải nói đến, nếu mà lưỡi nó bị tái đi hoặc là bị xanh đi thì nó liên hệ đến cái gì thế này? Nếu trong trường hợp mà cái tia lưỡi, thí dụ như là nó màu tím hay là vàng chẳng hạn, đó là dấu hiệu bệnh gì nhiệt, sốt cao. Còn cái tia lưỡi màu xám hay là đen thì đây là dấu hiệu chứng thấp nhiệt, như là bệnh phong thấp mà có sưng đỏ nóng, đó là bệnh gao. Thường thường khi có bệnh gao đó, chúng tôi chẩn đoán ở bên ngoài thấy cái dấu hiệu đó rồi, chúng tôi đề nghị là bệnh nhân đó, le lưỡi ra cho xem mà thấy tia lưỡi nó màu xám hay đen thì rõ ràng đây là chứng phong thấp, mà nó là bệnh gao. Cho nên hai cái đó chúng tôi họp lại thì chẩn đoán rất là đúng, không cần phải dùng cái huyết học, có nghĩa là phải thử máu rồi chúng tôi thấy cái nồng độ uric acid cao mới chẩn đoán là bệnh gao. Chúng tôi chỉ cần nhìn cái đó không cũng biết nó là bệnh gì. Vâng, và có một cái lưu ý mà đồng y sĩ cũng có thiên cũng có đề cập trước đây, thì những sản phụ thưa thầy, thì khi mà họ sắp sanh mà những cái biểu hiện trên đầu lưỡi mà nó có những cái biểu hiện như thế nào thì mình quan tâm, hoặc như thế nào thì không cần phải quan tâm. Dạ vâng, riêng vấn đề phụ nữ trong trường hợp có thai bà bỗng thấy tưa lưỡi hiện ra sắc xanh hay là đen, đây là triệu chứng xấu cho thai nhi, có thể thì thai nhi đã chết trong bụng mẹ, cho nên phải cần tới bác sĩ phụ khoa để nhờ khám thai. Còn sản phụ mà lúc lên bàng xanh mà môi là dưới tưa lưỡi ở quanh miệng đều hiện ra sắc xanh hay là đen, đây là cái dấu hiệu nguy cấp của mẹ lẫn con, có thể là sanh không được, cho nên mẹ lẫn con có thể là nguy vong. Cho nên ngày xưa đó, khi mà gặp cái hiện tượng này thì thường thường là thầy thuốc gọi là bó tay, có nghĩa là mẹ cũng phải chết mà con phải chết vì lý do là không cứu được. Cái đó cũng là một cái lưu ý đối với sức khỏe của những sản phụ. Nhưng mà có lẽ là chung lại thưa thầy, có lẽ mình thấy là trên khuôn mặt của chúng ta, từ mắt, môi, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân mà nó có những cái sắc diện mà nó không bình thường thì có nghĩa là cái chỗ nào đó của chúng ta đã không khỏe, cho dù đó là nó bị tím đi một chút, hoặc là vàng hơn, hoặc là xanh đi, hoặc là đỏ lên, nó không bình thường thì nó cũng là một trong những nơi mà bác sĩ và đông y sĩ cũng có thể nhận và giúp để thấy được đó là một cái sự liên hệ đối với một cái cơ thể của chúng ta, một cái nội tạng nào đó nó đang yếu. Thì có lẽ là cũng rất là thú vị đối với quý vị, nhưng mà không biết là đông y sĩ có cái tổng quát gì đối với màu nào là màu gọi là ghê gớm nhất, thì nếu mà bị màu tím thì ghê gớm nhất. Qua cái trình bày của chương trình này á, chúng tôi có thể nhắc lại hai điều. Một là khi nào quý vị thấy màu xám hoặc đen, đó là cái màu mà rất là nguy hiểm. Tại sao? Tại vì màu xám, màu đen nó chủ về thận. Mà đông y chẩn bệnh như thế này, thận là một trong những cái tạng khí có thể làm nuôi dưỡng được con người sống được, và cũng tạng thận mà hư suy đi rồi thì con người có thể chết đi. Cho nên khi mà thấy một cái dấu hiệu bất thường, nhất là dấu hiệu màu xám, màu đen, thì quý vị nên mau mau đi đến một cái bác sĩ chuyên khoa, hoặc giả là nhờ chẩn đoán bệnh để có thể phát giác ra những cái bệnh nội thương rất là trầm trọng. Thí dụ như là cái bệnh về xơ gan cổ trướng thì thường thường là sắc đen hay là xám. Nếu trường hợp bị suy thận thì dứt khoát là quý vị sẽ thấy là quanh tròng mắt, hoặc giả là quý vị sẽ thấy là môi quý vị đã đen, thì như vậy rõ ràng là thận đang bị suy, có thể là liệt thận. Thành ra cái đó là cái dấu hiệu nguy ngập, cho nên cần phải đi đến bác sĩ chuyên khoa để nhờ khám bệnh và điều trị kịp thời, nếu không có thể là rất là khó cứu gỡ được. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Cảnh Thiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.